Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an bắt nghi phạm liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV. Nghi phạm là Huỳnh Phước Mẫn, 31 tuổi, ngụ tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Ngày 15 tháng 6, Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công vào website vov.vn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra làm rõ. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Mẫn đã tấn công báo điện tử VOV tại nhà riêng. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định Mẫn có động cơ mục đích khác. Trước đó, báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, có hành vi phát trực tiếp với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng. Sau khi các bài viết được đăng tải, báo điện tử VOV bị một số người có hành vi kích động tạo tài khoản ảo để tấn công. Cụ thể, trưa ngày 12 tháng 6, các nền tảng mạng xã hội của báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam kêu gọi đánh giá 1 sao trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín và báo đang ở thứ hạng 4,5 sao bị tụt xuống 1,9 sao vào chiều ngày 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6, báo bị tấn công DDoS từ chối dịch vụ, làm tràn băng thông khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.